Chị cũng quên đấy à? Thế hôm qua anh đưa chị về đấy. Chị say nên là không nhớ được. Hình như là chị tự bắt taxi về sao ấy. Say nên cũng không nhớ gì hết luôn ấy. Em cũng chỉ nhớ là anh Đức đưa em về thôi. Mà không biết là chủ tịch về với ai nhỉ? Cái đấy sao chị biết được? Thì em cũng chỉ nói thế thôi chứ em có hỏi chị đâu. Hôm qua chị say bét nhè như thế có biết gì đâu. Rồi. Tất cả mọi người say nên là đều không nhớ mà. Thôi em làm việc tiếp đi, đừng thắc mắc nữa. Chủ tịch. Có chuyện gì vậy? Chuyện hôm qua tôi có ngủ ở nhà anh ấy. Anh có thể đừng nói cho người khác biết được không? Nếu tôi cứ nói thì sao? Không được, anh không thể nói chuyện này ra được. Như thế mọi người sẽ hiểu lầm mất. Cô là người yêu của tôi, ở nhà của tôi thì có làm sao đâu mà hiểu lầm. Nhưng mà tôi chỉ là người yêu giả của anh thôi mà. Nhưng mà cũng chả có ai biết là cô với tôi đang giả là yêu nhau đâu. Không được, tóm lại là anh không nói cho mọi người biết chuyện này đâu. Này, hình như là cô mang tài liệu vào đây cho tôi xem thì phải. Cô còn chưa đưa nữa. Tôi đâu có vào đây để đưa tài liệu cho anh xem đâu. Vậy là vào đây là chỉ muốn nói chuyện kia thôi à? Tôi muốn anh ấy xử lý cô ta cho tôi. Ok. Vậy cô muốn tôi xử thế nào? Cho nó biến mất, làm cho cô ta mất hết tất cả, lấy đi sự trong trắng của cô ta. Trong chuyện này ấy, anh cũng được lợi đấy. Xong chuyện, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Chốt, cô ghi yên tâm, chuẩn bị tiền sẵn đi. Cô em xinh đẹp, đi đâu thế? Hay là đi chơi với anh đi. Này, anh định làm gì? Tránh đường ra cho tôi còn đi. Ấy, sao cô em nóng giận thế? Anh chỉ muốn là đi chơi với em tối nay thôi mà. Cô em tức giận lên trông xinh thật đấy. Tối nay mình vui vẻ với nhau nhá. Anh, bỏ tay ra. Ấy, con chó này, mày cắn ông à? Được lắm, tao nhẹ nhàng với mày. Mày không biết hưởng phúc đúng không? Mày! Ai! Cô cũng sao không? Tôi không sao. Tôi cảnh cáo anh, nếu như còn một lần nữa anh động vào cô ấy thì đừng trách tôi không tha cho anh đâu. Tôi nghe đây. Có mỗi một cái chuyện còn con như thế mà làm không xong à? Tôi sẽ không trả tiền cho anh nữa. Sao nào? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không trả tiền tôi sẽ đi gặp anh ta và nói ra tất cả sự thật. Lúc đấy anh ta sẽ trả tiền cho tôi. Vậy thôi, ok. Anh đừng có nói nhiều, 30 phút nữa. Hẹn nhau ở đường Hoàng Lâm. Cẩn thận tôi đấy. Trò gì bây giờ anh mới đến? Thế sao nào? Đợi có một tí mà đã lên mặt à? Tiền đâu đưa đây? Này, tại sao lại có 10 triệu? Còn 10 triệu nữa đâu? Anh vẫn còn dám đòi tôi à? Anh làm một có chút chuyện mà cũng không xong, bây giờ còn lên mặt để mà đòi thêm tiền à? Tôi trả cho anh bằng này là tốt lắm rồi đấy. À, thế à?
Thế chuyện dễ như vậy sao cô không tự làm đi? Lại bỏ tiền ra thuê tôi làm gì? Ok, được thôi. Không có tiền thì tối nay đi với tôi nhá. Này, anh đi làm cho gì đấy? Bỏng ra! Làm gì thì phải rõ hơn tôi chứ. Anh làm gì đấy? Dám hứa con cái nhà người ta giữ đường này à? Anh mà không đi, tôi gọi cảnh sát đấy. Khốn kiếp. Cô có sao không? Tôi không sao ạ. Cảm ơn anh nhiều. Không có gì. Cô lên về trước đi. Tôi phải đi đây. My, chân cô bị sao vậy? Anh Đức à? À, đi đứng. Hôm qua em không cẩn thận bị ngã xe. Chỉ hơi đau một tí thôi ạ. Ôi giời ơi, cô phải để ý đi đứng cẩn thận vào chứ. Thôi rồi, để tôi dìu cô lên công ty nhá. Vậy thì làm phiền anh rồi ạ. Thôi, đi, phiền cái gì mà phiền. À, bình tĩnh thôi. Nào, từ từ thôi, bình tĩnh. Đây, ngồi đây. Mày cho cô nhá, mày tôi mang dầu. Nào, đến đây. Ồ, dạ, tôi không cần đâu ạ, anh để em tự làm. Ngồi yên, tôi bôi cho. Gì vậy, con gái. Xong rồi đây, tôi bảo này, nếu mà cô đau quá ấy, thì bảo tôi đưa cô đi khám nhá. Này, cầm lấy mà bôi vào nhá. Đói gì giờ này? Chưa em không ăn à? Em không. Trưa nay em đau bụng quá chả ăn được gì. Bây giờ đói quá đi mất. Thế bây giờ em đi mua gì mà ăn đi? Nhưng mà đang trong giờ làm việc mà. Em phải ăn đi, không là đau dạ dày đấy. Thôi để lúc nào tan ca em về ăn sau cũng được. Cái bé này. Cô Dương, cô My này, tôi có bánh mì cho hai cô đấy. Tôi mua cho chủ tịch, nhưng mà anh ấy không ăn, nên hai cô ăn đi. Ui, em cảm ơn quản lý nhá. Em đang đói kinh khủng khiếp luôn ý. Đúng lúc thì anh lại mang bánh cho bọn em. Ăn đi. Chị ăn đi này. À, thôi, em ăn đi, chị không đói. Thế thôi, em ăn hết nhá. Cô Dương, vào phòng của tôi đi. Tôi có việc muốn giao cho cô. Dạ vâng ạ. Cô cầm lấy, đây là thuốc ho, đau đó sẽ đỡ hơn đấy. Việc mà chủ tịch bảo giao cho tôi là uống thuốc này sao? Cảm ơn chủ tịch. Thôi, cô về làm việc tiếp đi. Nhớ gặp thuốc đi nhé. Anh ấy mua cho mình sao? Hôm nay ở đây yên tĩnh phết đấy nhở? Em á, em phải đợi mãi đến chủ nhật để ra đây ngồi thư giãn với chị đấy. Chị lại tưởng là em đợi mãi đến chủ nhật để đi chơi với người yêu chứ. Em làm gì có người yêu đâu. Ơ, thế em với chủ tịch sao rồi? Chả sao cả. Anh nghĩ dạo này chả quan tâm em nữa rồi. Nhưng mà không sao, em đã có người khác quan tâm em rồi. Ai thế? Bí mật. Bởi vì cô ta đáng bị như thế đấy. Sao? Má ăn không? Có qua có lại chứ. Chính cô là người thích gây sự đấy nhở? Con hồ ly này, cô dám hất nước của người tôi như thế à? Sao?
Cô nói ai là hồ ly cơ? Tôi nói cô đấy. Cô dám cướp anh Toàn của tôi còn gì nữa? Anh Toàn là của cô sao? Là cô léo đéo bám theo người khác đấy chứ. Làm gì có ai yêu cô? Cô mới là hồ ly ấy. Nhìn lại bản thân mình đi. Cô... Này, cô bị điên à? Tự nhiên đánh chị tôi làm gì? Được rồi. Nhìn ba cô kia nhìn quen quá. Hình như là... Là cô Dương, cô Mị. Bẩn ra. Này, này, này. Anh Toàn, sao anh lại ở đây? Lại là cô. Cô lại gây sự với Dương nữa à? Em làm gì có. Cô ta gây sự với em trước chứ. Cái gì? Ai là người gây sự trước? Này nhá, chính cô là người hắt nước vào người tôi trước nhá. Đúng rồi đấy. Rõ ràng là cô ta hắt nước vào người chị Dương trước mà. Úi, thôi đủ rồi. Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Không được phép đụng vào người yêu tôi rồi cơ mà. Tôi cho cô đúng 2 phút. Lập tức đi khỏi đây ngay. Không muốn điên. Ai đây ta? Có phải là cô Dương xinh đẹp hiền lành không nhỉ? Này, đừng có đánh tôi nhá. Tôi là sếp của cô đấy. Ai dám đánh anh chứ? Thôi, cô bớt nóng giận đi. Dù sao thì ở trong trận này cô cũng thắng cơ mà, đúng không? Mình đi về đã. Đi. Alo, cô My à? Alo, quản lý ạ? Anh gọi em có việc gì không ạ? Chuyện là... Không biết chủ nhật tuần này cô có rảnh không? Tôi có thể mời cô đi chơi được chứ? Chuyện này... Sao? Nếu mà cô bận thì thôi. Dạ không ạ, em không bận gì cả. Thì tốt quá rồi. Anh ơi, hay là em rủ chị Dương đi có được không ạ? Càng đông càng vui mà. Vâng ạ. Chào cô nhá, tôi cúp máy đây. Vào đi. Xoay vào. Làm sao mà cậu có vẻ buồn bực thở dài thế? Thưa sếp là tuần này, chủ nhật tuần này đấy, em muốn mời My đi chơi. My không đồng ý sao? Dạ không phải cô ấy không đồng ý. Nhưng mà em muốn em với cô ấy đi chơi thì có hai đứa có khoảng thời gian riêng với nhau đó. Nhưng mà cô ấy cứ muốn Dương đi cùng. Thì ra là vậy. Thế này đi. Vậy thì tôi sẽ đi với Dương để cho cậu và cô My có không gian riêng, được không? Đúng rồi nhỉ. Chủ tịch, em cảm ơn chủ tịch nhiều lắm ạ. Em đi phép ra ngoài. Làm việc tiếp đi. Dạ. Mọi người đã đợi lâu chưa? Cũng vừa mới đến thôi. Thế thôi, mình đi chơi đi. Chị Dương. Hả? Chị chụp ảnh cho em với anh Đức đi. Ok. Nào, hai người đứng ra đây. Rồi. Quản lý đứng dịch sang bên này một tí. Lùi lại một tí. Gần nhau vào một tí. Nào, được chưa? Nào, cười lên nào. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Em cảm ơn.
Xin chào các bạn. Chào các cô, các chú và các bác. Chắc hẳn là tất cả mọi người vừa được xem xong một tập phim rất hay đúng không ạ? Thì ở kênh FM TV ấy, có nhiều lớn tuổi xem quá, nên cháu xin phép được xưng hô là mình cho nó phù hợp ạ. Mình là Toàn Phát. Mình là Chuyên Dương. Và đây là Diễm My và Mạnh Đức. Đó. Bật mí với mọi người một bí mật, đấy là ở ngoài đời hai bạn diễn viên phản diện này rất là đáng yêu và tốt bụng luôn, còn là điểm tựa tinh thần của cả nhóm nữa đấy. Nếu như mà mọi người yêu quý nhóm mình ý, thì có thể kết bạn với từng thành viên qua Facebook ở trong phần mô tả bên dưới nhé. Còn nếu mọi người yêu thích nhóm mình thì rất đơn giản thôi, hãy ấn nút like ở bên dưới nhá. Đó, thì bây giờ mình xin thay mặt cho đội ngũ FM TV muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng mình. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ ạ. Anh em đêm lướt qua những con phố xa xa, cùng nhau ngắm nhìn những hàng quán xa tấp nập người qua. Anh ước em sẽ cảm nhận hết, sẽ yêu nơi mà anh lớn lên.